này quý vị chú. Test của Mỹ á. Này nè. Đó, tôi chơi là chịu chơi cái này nè. Bài bản luôn ha. Thằng nào à, chịu chơi có dám giá theo này. Đồ xịn đồ hiệu luôn á. Mỹ là giờ không còn nào qua Mỹ nữa đó. Mỹ là xe xăng là số 1 rồi. Quan trọng là anh đem giá giỏ cho mình, đừng có chịu mua không. Bởi vậy bây giờ mấy chỗ uy tín đó là tới một chỗ chứ không đi lung tung. Nhà con trong Tân Định Đa Cao á mà ghé ở đây luôn á. Thứ hai nó là biết sao mình giá ba cái quỷ này nè, nó ăn nó đi về vậy thì con có tiếng lắm, mang tiếng lắm. Mua đồ tốt giá lần một. Mấy cái này để đi phượt giá luôn hả chú? Này con tập phượt thì không biết nhưng mà giá sao thôi chứ mà giá không cao. Đi sáu với ở đây mà bị là đi xuống đây không à, không đi đâu đó. Lỡ mà đi đường trường mà xa cũng phải chạy về tới đây à, cứ cái đinh để vậy, cứ để về chạy đừng rút hết, để về chạy rồi về giá chứ đừng giá bãi giá bãi giá nữa thôi không gì hết. Xong rồi hả chú hả? Dạ. Bao nhiêu của con? Bao nhiêu? Rồi.